Nếu một con chuột có dây cồng kềnh nặng, thiết kế chỉ phù hợp với game thủ, và một con chuột không dây, thiết kế tinh tế, nhỏ, gọn, nhẹ, thì các bạn sẽ lựa chọn con chuột nào? Đối với bản thân mình là một người rất là hay sử dụng chuột. Sử dụng chuột ở bất kỳ đâu, từ làm việc trên máy tính, tất nhiên là phải dùng chuột rồi, cho đến là sử dụng những cái thiết bị như là điện thoại, máy tính bảng, thì mình đều sử dụng chuột thông qua Bluetooth. Thì đối với con chuột Uzuro này, nó rất là đáp ứng. Còn trong cái khoảng thời gian mà mình chill trên TV, mình xem phim, những bộ phim mà mình ưa thích, thì mình hay cắm cái đầu receiver này vào và sử dụng chuột như là một thiết bị điều khiển thay cho cái remote TV. Nó rất là rườm rà. Thực ra cái tính mình cũng rất là giống nhiều bạn ở đây. Khi mà mình sử dụng xong một cái đồ vật, mình hay vô tình làm rớt hoặc là quăng quật nó lung tung hết. Mà mỗi khi mình quăng quật con chuột này thì nó lại cứ như là như ban đầu luôn. Mình chỉ cần nhặt lên, phủi phủi vài cái là có thể sử dụng như là bình thường. Nhiều bạn có hỏi mình DPI là gì? DPI là tiêu chuẩn được sử dụng để đo độ nhạy chuột. Ở em chuột này thì chúng ta có thể chỉnh nhanh chậm 3 mức chỉ với một nút bấm, và nó phản hồi ngay lập tức trên màn hình, rất là tiện lợi cho bản thân của mình. Ngoài việc sử dụng cho công việc và học tập thì mình cũng có chơi game nữa. Em chuột Uzuro này đáp ứng tầm khoảng 60-70% cho việc chơi game, và nó hoàn toàn cũng rất là ổn định. Khi mà các bạn sử dụng cảm thấy nó lag giật thì có nghĩa là nó sắp hết pin rồi đó. Các bạn phải cắm sạc vào và sử dụng như bình thường thôi. Đối với việc sạc, rất tiếc là em này lại sử dụng cổng micro USB. Tuy nhiên nó vẫn đáp ứng tốt việc sạc. Khi mà sạc xong thì cái đèn xanh này sẽ tắt thông báo cho việc sạc đã xong. Như các bạn đã thấy đó, đâu phải lúc nào những con chuột gaming hầm hố, đẹp đẽ thì mang lại đúng nhu cầu của các bạn đâu. Đối với mình, con chuột Uzuro này nó phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình. Mình cũng có thể vừa làm việc, vừa học tập mà lại vừa chơi game nhẹ nhàng trên con chuột như thế này, mang lại những cái trải nghiệm rất là phù hợp với đại đa số người dùng.